công ty trách nhiệm hữu hạn Retech Việt Nam cần tuyển 100 lao động phổ thông, mô tả công việc, sẽ trao đổi cụ thể với ứng viên khi phỏng vấn. Yêu cầu công việc, nam, nữ, tuổi từ 18 cho đến 35, có sức khỏe tốt, không yêu cầu kinh nghiệm và trình độ, chịu khó học hỏi, nhanh nhẹn, chăm chỉ, làm việc theo ca. Quyền lợi được hưởng, mức lương dao động từ 7 cho đến 10 triệu đồng một tháng, phụ cấp cơm trưa, được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Thử việc một tháng và ký hợp đồng lao động, lương thưởng tháng 13, phép năm và các phúc lợi khác, tăng lương hàng năm và theo năng lực, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của công ty, thường xuyên được đào tạo kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn, môi trường năng động, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến cao, đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật liên quan đến người lao động, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Retech Việt Nam, địa chỉ Lô 213, đường Amata, khu công nghiệp Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0613 936 111. Ngày hết hạn nộp hồ sơ cho đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2018.